hơn 117.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca nhập về nước đã được kiểm định an toàn và phân bổ cho 13 địa phương có dịch trong đợt đầu. Sẽ có 7 nhóm đối tượng được ưu tiên miễn phí trong lần này, gồm những người trực tiếp tham gia tại tuyến đầu chống dịch. Trong đó ưu tiên cho vùng dịch Hải Dương với số lượng vaccine lớn nhất được tiêm trong đợt đầu là 32.000 liều. Dự kiến trong quý 2, khi vaccine về nhiều hơn, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho 63 tỉnh thành để tiêm cho các đối tượng ưu tiên. Đơn vị này cũng cho biết sẽ tạo điều kiện tuyệt đối để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận vaccine cũng như việc xã hội hóa nguồn lực này. Tuy nhiên, phải trên nguyên tắc bắt buộc, đó là đảm bảo tính công bằng trong tiêm chủng đã được quy định. Là người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 8 tháng 3 tại Hải Dương, chị Phạm Thị Tuyết Nhung cho biết trước khi tiêm, chị cũng có đôi chút lo lắng. Tuy nhiên với tính chất công việc là lấy mẫu tại cộng đồng nên chị cảm thấy yên tâm hơn khi được vaccine bảo vệ. Tôi cũng rất là háo hức muốn tiêm mũi tiêm đầu tiên này và rất vinh dự cho tôi. Thì hôm nay đã được Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương cho tôi là người tiêm đầu tiên. Thì cái cảm xúc là thực sự là rất là háo hức, nói chung là không có cái vấn đề gì là lo sợ hay gì cả. Bởi vì bản thân tôi biết, cái nếu như mà vaccine vào tiêm vào thì bên cạnh tôi thì đã xung quanh đã được cơ quan đã trang bị một đội ngũ y tế năng lực và xử trí kịp thời thì nó không có cái vấn đề gì là quá lo lắng cả. Vì là vùng dịch nên trong đợt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19, ngoài đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19, Hải Dương sẽ tiêm cho tất cả các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định. Và anh Nghĩa, một người làm trong tổ truy vết cộng đồng tại huyện Kim Thành, cũng rất vui mừng khi là người được lựa chọn tiêm đợt này. Thì tôi cũng là may mắn trong một số người ở trong khu chúng tôi là được đại diện đi tiêm đợt đầu tiên. Khi mình được tiêm vaccine này thì mình cũng sẽ thấy là yên tâm và đảm bảo hơn khi tiếp xúc với những người mà có những trường hợp mà nguy cơ nhiễm virus. Tỉnh Hải Dương cho biết trong đợt 1 tiêm vaccine COVID-19, Hải Dương sẽ triển khai tiêm tất cả 33.000 liều. Với số lượng tiêm lớn, việc vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng, vừa an toàn phòng chống dịch cần đặt lên hàng đầu. Trong đó, tuyệt đối tuân thủ theo dõi, xử lý phản ứng sau tiêm đối với người được tiêm. Tại điểm tiêm chủng, chúng tôi đã nhận thức rất rõ nét là đối với phòng chống dịch bệnh COVID, chúng ta phải đảm bảo giãn cách. Cái việc giãn cách trong tiêm chủng là thực hiện đầy đủ nghiêm ngặt từ tiếp đón, từ ngồi chờ và từ coi như là theo dõi sau tiêm. Phải đảm bảo làm sao khoảng cách tối thiểu là 2 mét và đeo khẩu trang cũng như là đảm bảo thực hiện đúng cái 5K của Bộ Y tế. Được Bộ Y tế phân bổ cho ngay trong đợt đầu là 33.000 liều vaccine. Do đó là chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch rất là chi tiết, rất là cụ thể và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh thông qua. Trong kế hoạch này thì chúng tôi đã làm rất rõ cái ưu tiên theo nhóm đối tượng, mà trước hết là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Thứ hai nữa là ưu tiên cho các địa bàn mà đã có dịch và còn nguy cơ cao. Bên cạnh đó, hai bệnh viện là Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cũng triển khai tiêm cho tất cả nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Từ ngày 9 tháng 3, 13 tỉnh thành được tiêm đợt đầu sẽ lần lượt tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo quy định. Chúng tôi cũng đã yêu cầu lãnh đạo là phải tổ chức đảm bảo một cách hiệu quả an toàn nhất cho các cuộc tiêm chủng ngày hôm nay và những cuộc tiêm chủng sau đó. Theo Bộ Y tế, đây là đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, đặc biệt lại là một loại vaccine mới. Vì vậy, việc triển khai cần phải thận trọng tuyệt đối, đảm bảo ở mức an toàn cao nhất. Bộ Y tế cũng khẳng định chắc chắn sẽ có những tai biến xảy ra. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta làm chậm lại quá trình tiêm chủng, bởi vai trò của vaccine COVID-19 đã được khẳng định. Chắc chắn rằng nó sẽ có những cái tai biến không mong muốn xảy ra. Nhưng mà chúng ta không vì cái lý do đó mà chúng ta làm chậm lại. Hãy không vì cái lý do đó chúng ta làm lung lay cái điểm tiêm đối với cái vaccine. Thực tế cho rằng là cái lợi ích của vaccine COVID-19 đem lại rất rõ ràng. Bảo vệ chính cho bản thân của chúng ta. Bảo vệ chính cho cộng đồng của chúng ta. Báo cáo chính như vậy. Và vaccine lần này mặc dù cái độ bảo vệ nó không đạt được 100%. Nhưng mà một cái điều quan trọng là 100% những cái người được tiêm chủng, nếu như có mắc bệnh thì nó nhẹ hơn và nó không đến dẫn đến tử vong.
Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, vaccine của AstraZeneca có hạn sử dụng trong vòng 6 tháng và 6 tiếng sau khi mở ra. Vaccine tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả đối tượng phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người nhiễm HIV hoặc suy giảm miễn dịch, người đã điều trị COVID, những người cao tuổi có bệnh nền. Riêng những người có dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vaccine thì tuyệt đối không được tiêm. Tại các cái điểm tiêm chủng thì phải luôn luôn lưu ý là có hộp chống sốc. Và đối với cán bộ y tế thì tôi lưu ý rằng trước khi tiêm thì phải trao đổi với cái đối tượng được tiêm, phải hỏi họ rõ về tiền sử, bệnh tật, xem họ có đang mắc các bệnh cấp tính, các bệnh mãn tính phải điều trị hay không, rồi họ có tiền sử dị ứng không, có tiền sử sốc phản vệ không. Không chỉ có phản ứng sốc phản vệ ngay trong 30 phút hoặc 1 tiếng đầu sau khi tiêm, mà trong ngày đầu cũng có thể có những phản ứng muộn, quá mẫn muộn có thể xảy ra, thì những người được tiêm chủng cũng hết sức lưu ý, thấy có biểu hiện gì khó chịu, bất giấc hay là vã mồ hôi, ớn lạnh hay là có những cái nổi phát ban, hay có bất kể quan ngại gì lo lắng thì hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế. Cũng theo nghiên cứu của nhà sản xuất, sẽ có khoảng trên 10% phản ứng phổ biến như đã gặp với một số loại vaccine, như đau đầu, đau cơ, đau khớp, tăng cảm giác đau tại điểm tiêm, buồn nôn, sốt nhẹ hoặc sốt trên 38 độ C, thậm chí rét run. Triệu chứng tại vị trí tiêm như sưng, đỏ chiếm khoảng 10%. Bên cạnh đó cũng có thể xảy ra các phản ứng, sốc phản vệ như một số loại vaccine khác. Vì vậy, việc sẵn sàng các phương án xử lý tai biến phải được tuân thủ nghiêm ngặt và triển khai một cách nhanh nhất. Là chúng ta phải thực hiện cái việc xử lý những cái trường hợp có thể là sốc phản vệ nhanh nhất có thể. Và trong một cái tình huống là gì? Là phải rất là quyết liệt, rất là nhanh thì mới có thể xử lý được. Cho nên tại sao Bộ Y tế ban hành các phác đồ ấy là cho phép kể cả cán bộ tiêm chủng và kể cả cán bộ y tá cũng như là y sĩ là thực hiện cái việc tiêm ngay cái adrenaline cho những cái người mà có cái biểu hiện sốc phản vệ. Vaccine COVID-19 sẽ được tiếp tục tiêm trong những ngày tới. Và để đảm bảo an toàn, ngành y tế đã cắt cử cán bộ tiêm chủng trung ương về hỗ trợ các địa phương, đảm bảo quy trình tiêm chủng được thực hiện nghiêm tại các điểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tập huấn cho các cái tỉnh, 13 tỉnh đầu tiên sẽ tiêm trong đợt này, cũng như là các cái đơn vị quân đội và công an, theo như là cái kế hoạch của Bộ Y tế. Tức là chúng tôi cũng phối hợp hết sức là chặt chẽ để mà cái công tác triển khai tiêm tại các điểm tiêm thì nó tiến hành một cách nhịp nhàng và theo đúng những quy định. Cái việc triển khai cái đợt này thì chúng tôi cũng nghĩ là một cái cơ hội để chúng ta đánh giá về cái khả năng triển khai tiêm vaccine ở cái quy mô lớn, và cũng triển khai song song việc đó chúng tôi cũng đánh giá cái sự an toàn cũng như là các cái phản ứng mà sau tiêm có thể gặp trong cái đợt tiêm này, và qua đó sẽ rút ra những cái bài học cho cái đợt triển khai tiếp theo ở quy mô lớn hơn trên phạm vi cả nước. Trước nhu cầu sử dụng vaccine lớn, trong khi nguồn cung không đủ cầu, nhất là khi vaccine luôn là vấn đề nhạy cảm, hiện đã có tình trạng doanh nghiệp hứa hẹn cung vaccine COVID-19 cho một số địa phương trong thời gian tới. Điều này là hoàn toàn không có cơ sở, bởi các công ty vaccine hiện nay khi đàm phán đều yêu cầu ký trực tiếp với Chính phủ và Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện để tất cả các doanh nghiệp đều có cơ hội tiếp cận vaccine, nhưng trên nguyên tắc phải thông qua đầu mối là Bộ Y tế. Chúng tôi tạo mở hết tất cả các cơ chế, điều kiện. Thế và đối với các địa phương ấy, thì các đồng chí cũng có những cái kế hoạch và có những cái mà tiêm ấy, thì đối với Bộ Y tế nguyên tắc và thực hiện theo đúng nghị quyết 21. Mặc dù địa phương đấy anh có mua hay là anh có qua một cái nguồn nào khác để nhập, Bộ Y tế vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt chất lượng, nhưng mà phải tiêm theo đúng nghị quyết 21, không có điểm nào khác, báo cáo chị Phó Tướng như vậy. Và chúng tôi đã khuyến cáo là không có cái gì khác ngoài nghị quyết 21 của Chính phủ, cái này đã thông qua và chúng ta thực hiện theo đúng tinh thần như vậy. Tương lần này tiêm ấy, thì chúng tôi cũng thay đổi trong cái quản lý cái đối tượng tiêm, là chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ cái hồ sơ sức khỏe và chúng tôi cũng sẽ sử dụng toàn bộ cái mã QR code và sẽ cấp một cái certificate mà người ta quốc tế người ta gọi là cái visa của cái vaccine ấy. Thì báo cáo chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng cái lộ trình như vậy. Ngành y tế cũng khẳng định, ở thời điểm hiện tại khi vaccine còn khan hiếm, thì việc triển khai tiêm vaccine cần phải thực hiện nghiêm theo nhóm đối tượng ưu tiên đã được quy định. Sau đó, khi nguồn vaccine dồi dào hơn, sẽ phân bổ cho các địa phương
để đảm bảo công bằng trong tiêm chủng và độ bao phủ vaccine tạo miễn dịch cộng đồng. Tại cuộc họp ban chỉ đạo gần đây, các chuyên gia cũng khẳng định vaccine không thể bảo vệ 100% dịch bệnh, nên cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc 5K. Vaccine là một giải pháp rất căn cơ về lâu dài để mà kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu, cũng giống như các dịch bệnh khác. Nhưng mà trong một thời gian ngắn hạn, 6 tháng, 1 năm tới đây thì vaccine chưa phải là tất cả. Mà đầu tiên căn bản nhất vẫn là các giải pháp phòng dịch của ta và cộng thêm với vaccine. Căn bản nhất của Việt Nam hiện nay và trong ít nhất là vài tháng tới đây, nếu không muốn nói là cả năm tới đây, là vẫn phải tiếp tục cái 5K. Bên cạnh việc tiếp tục đàm phán mua vaccine, chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất thử nghiệm vaccine trong nước. Tín hiệu đáng mừng là ngày 26 tháng 2 vừa qua, giai đoạn 2 của quá trình thử nghiệm vaccine Nanocovax đã được triển khai. Cùng với đó, vaccine thứ 2 của Việt Nam là Covivac được tiến hành thử nghiệm giai đoạn 1. Tính từ ngày đầu tiên tiến hành tuyển tình nguyện viên ngày 5 tháng 3, đến nay đã có 400 tình nguyện viên đăng ký thử nghiệm vaccine Covivac. Với Covivac, sau khi giai đoạn 1 thực hiện được 43 ngày, nếu các kết quả đáp ứng tốt, sẽ chuyển sang giai đoạn 2 với số lượng nghiên cứu là 300 tình nguyện viên, thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Với cái số lượng nghiên cứu giữ nguyên, không thay đổi để đảm bảo được cái cơ mẫu ở giai đoạn 2, tuy nhiên thì thời gian nghiên cứu giai đoạn 2 có thể rút ngắn được khoảng 50%. Hiện nay có một điểm nghiên cứu ở ngay tại huyện Bến Lức của tỉnh Long An và được sự đồng thuận rất cao của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh Long An để phối hợp với Bộ Y tế triển khai cái nghiên cứu giai đoạn 2 ở tại huyện Bến Lức của tỉnh Long An. Với cái tổng số xấp xỉ 1.000 đối tượng thì chúng ta có thể chọn lượng ngay được cái tổng số, cái số lượng để đáp ứng được cái số lượng hơn 500 đối tượng theo đúng cái cỡ mẫu của giai đoạn 2. Ban chỉ đạo quốc gia cho biết, trong bối cảnh nguồn vaccine không đủ cầu, việc đẩy mạnh sản xuất vaccine trong nước là cần thiết để chủ động nguồn vaccine tiêm cho người dân. Bên cạnh đó, phải thật thận trọng trong việc xã hội hóa vaccine, bởi đây là một vấn đề nhạy cảm, rất dễ có lợi ích nhóm nếu không được kiểm soát. Và khi đó, người chịu thiệt lớn nhất chính là những người dân.